bạn Kimberly ghé viện bảo tàng một chút xíu, đi vòng vòng coi có mấy cái tượng ở đây đẹp lắm nè. Nó cũng nằm ở dưới downtown Houston đó các bạn. Nhìn mấy cái tượng lạ không? Mà này mới đi trượt nước té. Té đó, đi vô hồ nước rồi té. Thì các bạn cái tượng này rất là ấn tượng. Tượng là phải ấn tượng. Tượng này là của gì? Quên mất tên. Ngồi gầu nghỉ. Gầu. Hình đẹp quá. Chị uống cà phê. Đây cái hình. Cái hình cái ngựa nữa. Cái đó là không biết cái gì nữa, giống như nữa cái mặt. Cái tạo. Này họ đang sửa lại. Chỗ này chắc là xưa nó có biểu diễn gì ở đây. Cuối tuần thả đi vòng vòng chơi các bạn. À bên kia người ta dancing kìa. Bây giờ mình về nha các bạn. Đã một vòng mà diện bảo tàng. Bây giờ mình về. Ngoài này cũng ít người á. Trời em mau quá à, đi về. Thank you.
thirsty. Đi sau lưng. The Museum of Fine Art Houston. Công ty là cái biểu tượng. The Museum of Fine Art Houston. Ồ, bên này là Classroom School of Art. Bên này dạy